đồng hành của các bạn trong tiểu tướng chân này, những năm tháng của mình hay không?
có xứng đáng với niềm mong chờ của bố mẹ, những người mà luôn mong chờ và tự hào rằng có một đứa con đang học đại học hay không. Các bạn có biết những nỗ lực của mình không chỉ là của riêng mình mà là của cả những người xung quanh, cả những điểm tượng họ coi mình là tất cả hay không? Chúng ta lại cùng làm đến giây phút cuối cùng, chỉ còn ít ngày nữa thôi, khoảng đợi 4 tháng nữa thôi. Mong các em hãy cố gắng hết sức mình, làm được những điều mình mong muốn, đỗ được vào một trường đại học. Và chúng ta hãy hẹn gặp nhau ở Hà Nội nhé. Chị luôn luôn ở Hà Nội, quán chờ và đồng hành với các em. Các bạn hãy giữ gìn sức khỏe và học tập thật tốt. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị và vô cùng xúc động và đầy nghĩa của từ Thu Hoài. Và chúc cho Thu Hoài sẽ có thêm nhiều trải nghiệm trên con đường học đại học của mình nhé. Và anh cũng hy vọng rằng là các bạn ở đây, các bạn sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có thể bước vào đại học. Bởi vì đại học sẽ mở ra cho các bạn nhiều cái cánh cửa thú vị lắm. Và không chỉ có Thu Hoài đâu, mà còn có cả team học Văn Chị Yên đang chờ đợi các bạn ở trên Hà Nội các bạn nhé.